Nguyệt bổn vô tư chiếu, dạ dạ độc lãm ngâm. Họ muốn ban ngày đều trong sáng, đại địa đầy ánh sáng, cho nên đêm đêm ngắm trăng là một sự kiện vui nhất của đời người. Lại nghĩ đại địa các suối đều hóa rượu. Người thích uống rượu họ ngu si đến độ cứ nghĩ muốn nước của các con suối chảy ra đều biến thành rượu. Họ có thể tha hồ mà đi lấy về uống, muốn uống lúc nào thì đi múc uống. Trường lâm vô thụ, bất diêu tiền. Người tham tài thì nghĩ ngày ngày làm công kiếm được ít tiền thật là khổ. Nếu hết thảy lá cây đều biến thành tiền, thì tôi khi tôi cần tiền đến dưới gốc cây liệm tiền thì tốt biết bao. Đó đều là lối nghĩ ngu si. Thậm chí người thích đánh bạc cũng không mua tờ vé số mà muốn có tiền, không làm ruộng mà muốn thu hoạch, chẳng có đi học mà muốn có bằng bác sĩ. Đó đều là si tâm vọng tưởng. Do đó về loại chúng sinh này mà nói quán duyên khởi, tức là quán nhân duyên. Do đó các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không. Vì người tham sân si đồng nhau thì nói pháp môn cảnh giới tương ứng với trí huệ. Tương ứng với trí huệ thì chẳng bị ba độc đồng nhau che đậy mà đắc được trí huệ. Vì người ngu si thích chấp trước cảnh giới thì nói pháp không chỗ có. Vốn gì cũng chẳng có, sau khi chết rồi còn chấp trước cái gì. Vì những người tu đạo một mình ở trong thâm sơn cùng cốc, chẳng muốn gặp người, họ chấp trước nơi tịch tĩnh, chỉ muốn làm tự liễu hán, thì lúc đó phải chỉ dẫn họ nói pháp phát đại thệ nguyện để khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Do đó, nương tâm pháp giới, tu hạnh pháp giới và pháp giới chúng sinh thành Phật pháp giới. Những việc như vậy đều đầy khắp pháp giới. Từ trên lưng hiện ra thành văn duyên giác biểu thị hàng nhị thừa, quay lưng lại đại thừa giáo nghĩa. Từ hai vai của tỳ kheo hài tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước các dạ xoa, la sát vương, đủ thứ hình dáng, đủ thứ sắc tướng, hoặc dài hoặc ngắn, đều đáng sợ hãi, vô lượng quyến thuộc, tự vây quanh, giữ gìn tất cả chúng sinh hành thiện và các hiền thánh, Bồ Tát chúng hội, hoặc hướng chánh trụ và người chánh trụ, hoặc có lúc hiện làm thần chấp kim cang, giữ gìn chư Phật và trụ xứ của Phật, hoặc khắp giữ gìn tất cả thế gian. Người có sự sợ hãi khiến cho được an ổn, người có bệnh tật khiến cho được lành bệnh, người có khổ não khiến cho được lìa khỏi, người có tội ác khiến cho họ hối cải, người có tai nạn khiến cho tiêu diệt lợi ích tất cả chúng sinh như vậy, đều khiến cho họ xả bỏ luân hồi sinh tử, chuyển bánh xe chánh pháp. Từ hai vai của tỳ kheo hài tràng lại hiện ra vô số trăm ngàn ước các dạ xoa la sát vương, và hiện ra dạ xoa là biểu thị có đại dũng lực đáng sợ, lại có thể phụ giúp giữ gìn Phật pháp gia nghiệp. La sát có đủ thứ hình dáng khác nhau, có la sát sinh ra ba đầu, có la sát trên đầu có mọc ra hai cái sừng, có la sát trên đầu có ba con mắt, có la sát hình thù nhìn rất đáng sợ, lại có đủ thứ sắc tướng khác nhau, hình thù rất ghê sợ, bạn mà nhìn thấy chúng thì sợ toát mồ hôi, thậm chí là run lập cập. Có quỷ la sát cao như cây tre hoặc cao như khúc gỗ, tóm lại tướng mạo của chúng đều khiến cho người sợ hãi. Mỗi một quỷ la sát lại dẫn theo vô lượng quyến thuộc vây quanh mình để giữ gìn tất cả chúng sinh hành thiện hoặc tất cả hiền thánh và Bồ Tát chúng hội. Vì những vị đó đi trên con đường Phật đạo hoặc người đã chứng được quả vị Phật, họ thị hiện làm thần chấp kim cang để giữ gìn chư Phật vào đạo tràng trụ xứ của Phật, hoặc khắp giữ gìn hết thảy chúng sinh tất cả thế gian. Chúng sinh có sự sợ hãi thì khiến cho được an ổn, chúng sinh có bệnh tật thì khiến cho được lành bệnh, chúng sinh có khổ não khiến cho được lìa khỏi, chúng sinh có tội ác khiến cho họ ăn năn hối cải, người có tai nạn thì khiến cho tiêu diệt, tất cả đều được thuận lợi. Những sự việc lợi ích tất cả chúng sinh như vậy đều khiến cho họ xả bỏ luân hồi sinh tử mà chuyển bánh xe chánh pháp. Từ bụng của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước khẩn na la vương, đều có vô số khẩn là nữ vây quanh trước sau, lại hiện ra vô số trăm ngàn ước càn thất bà vương, đều có vô số càn thất bà vương nữ vây quanh trước sau, đều tấu lên vô số trăm ngàn thứ nhạc trời để ca ngợi khen ngợi thật tánh của các pháp, ca ngợi khen ngợi tất cả chư Phật, ca ngợi khen ngợi pháp Bồ Đề Tâm, ca ngợi khen ngợi tu Bồ Tát hạnh,
Càng ngầm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật thành chánh giác, càng ngầm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp, càng ngầm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật hiện thần biến. Khải thị sẽ nói pháp môn tất cả chư Phật bát niết bàn, khải thị sẽ nói pháp môn giữ gìn tất cả giáo pháp của chư Phật, khải thị sẽ nói pháp môn khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, khải thị sẽ nói pháp môn nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, khải thị sẽ nói pháp môn hiện bày tất cả pháp vi diệu, khải thị sẽ nói pháp môn xả lìa tất cả các chướng ngại, khải thị sẽ nói pháp môn phát sinh tất cả các căn lành. Như vậy khắp cùng mười phương pháp giới, từ trong bụng của tỳ kheo Hải Tràng lại hiện ra vô số trăm ngàn ước khẩn Na La Vương. Mỗi vị khẩn Na La Vương đều có vô số khẩn Na La Nữ về quanh trước sau. Lại hiện ra vô số trăm ngàn ước Càn Thát Bà Vương. Mỗi vị Càn Thát Bà Vương đều có vô số Càn Thát Bà Vương Nữ về quanh trước sau. Ai nấy đều tấu lên vô số trăm ngàn thứ nhạc trời để ca ngâm khen ngợi thật tánh của các pháp. Ca tức là ca sướng, ngâm tức là ngâm thơ. Khen ngợi là dùng lời lẽ tốt đẹp để khen ngợi. Các vị ấy ca ngâm khen ngợi tất cả chư Phật thành chánh giác, lại ca ngâm khen ngợi chúng sinh phát Bồ Đề tâm như thế nào, lại ca ngâm khen ngợi làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, lại ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật làm thế nào thành chánh giác, lại ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật sau khi thành chánh giác rồi làm thế nào chuyển bánh xe pháp, lại ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật làm thế nào hiện thần thông biến hóa, lại khai thị sẽ nói pháp môn tất cả chư Phật làm thế nào vào bát niết bàn, lại khai thị sẽ nói pháp môn giữ gìn tất cả giáo pháp của chư Phật, lại khai thị sẽ nói pháp môn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại hoan hỷ, lại khai thị sẽ nói pháp môn làm thế nào nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, lại khai thị sẽ nói pháp môn hiện bày tất cả pháp vi diệu không thể nghĩ bàn, lại khai thị sẽ nói pháp môn làm thế nào xả lìa tất cả các phiền não chướng ngại, lại khai thị sẽ nói pháp môn làm thế nào khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm tu hành tất cả các căn lành. Đủ thứ những sự việc ca ngâm khen ngợi khai thị diễn nói như vậy khắp cùng mười phương pháp giới. Từ trên mặt của tỳ kheo Hải Tràng hiện ra vô số trong ngàn ước chuyển luân thánh vương, đầy đủ bảy báu bốn binh vây quanh, phóng quang minh đại xà mưa xuống vô lượng châu báu. Người nghèo thiếu đều khiến cho đầy đủ, khiến họ vĩnh viễn dứt hẳn hành vi trộm cắp. Có vô số trong ngàn thể nữ xinh đẹp đều đem xả thí tâm không chấp trước, khiến cho họ vĩnh viễn dứt hạnh tà dâm, khiến cho họ sinh tâm từ không giết hại sinh mạng, khiến cho họ rốt ráo thường nói lời chân thật không nói lời hư dối vô ích, khiến cho họ nhiếp lời người khác không nói lời ly gián, khiến cho họ nói lời nhu hòa không nói lời thô ác, khiến cho họ thường diễn nói nghĩa lý thâm sâu quyết định sáng tỏ không nói lời lẽ theo dệt vô nghĩa, vì họ nói ít dục khiến trừ tham ái tâm không dơ bẩn, vì họ nói đại bi khiến trừ phẫn nộ ý được thanh tịnh, vì họ nói thật nghĩa khiến cho họ quán sát tất cả các pháp vào sâu nhân duyên, khéo rõ đế lý, nhổ gai tà kiến, phá núi nghi hoặc, tất cả chướng ngại thầy đều trừ diệt. Việc làm như vậy đầy khắp pháp giới. Từ trên mặt của tỳ kheo Hải Tràng lại hiện ra vô số trăm ngàn ước chuyển luân thánh vương. Trên mặt hiện ra luân vương, biểu thị rộng bày thập thiện khiến cho chúng sinh hướng về Phật pháp. Chuyển luân thánh vương là người có phước bậc nhất thế gian, lúc con người thọ 84.000 tuổi thì xuất hiện thống trị bốn thiên hạ, có bốn thứ phước báu. Một, đại phú chân bảo tài vật ruộng nhà rất nhiều là bậc nhất thiên hạ. Hai, tướng mạo đoan chánh trang nghiêm đủ 32 tướng. Ba, thân thể mạnh khỏe không bệnh, an ổn khoái lạc. Bốn, thọ mạng lâu dài bậc nhất thiên hạ, khi chuyển luân thánh vương xuất hiện thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, chẳng có thiên tai nhân họa. Đó là do trong đời quá khứ tu nhiều phước nghiệp, đáng tiếc không tu huệ nghiệp xuất thế, cho nên trở thành đại vương có phước báu thống trị thế gian mà không thể tu hành ngộ đạo chứng quả. Mỗi một vị chuyển luân thánh vương đều có đầy đủ bảy báu, có bốn binh vây quanh, phóng ra quang minh đại thí xà, mưa xuống vô lượng châu báu, khiến cho người nghèo thiếu đều được đầy đủ, khiến cho họ vĩnh viễn dứt hẳn hành vi trộm cắp. Lại có vô số trong ngàn thể nữ xinh đẹp đều đem xả thí cho hết mà tâm không có chút chấp trước nào. Không có người thí, không có kẻ nhận, không có vật thí, đó là tam luân thể không, khiến cho chúng sinh vĩnh viễn dứt hạnh tà dâm, khiến cho chúng sinh sinh tâm từ không giết hại sinh mạng kẻ khác, khiến cho chúng sinh rốt ráo thường nói lời chân thật, không nói lời hư dối vô ích, khiến cho họ nhiếp lời người khác, không nói lời ly gián,
khiến cho chúng sinh nói lời nhu hòa, không nói lời thô ác, khiến cho chúng sinh thường diễn nói nghĩa lý thâm sâu, quyết định sáng tỏ, không nói lời lẽ theo dệt vô nghĩa. Vì chúng sinh nói pháp môn ít rồi, khiến cho họ trừ khử tham ái, trong tâm không còn cấu bẩn và nhiễm ô. Vì chúng sinh nói pháp đại bi, khiến cho họ tiêu trừ phẫn nộ, thân biệt ý ba nghiệp đều được thanh tịnh. Vì chúng sinh nói nghĩa lý chân thật, khiến cho hết thảy chúng sinh quan sát tất cả các pháp và sâu nhân duyên các pháp, khéo thấu rõ đến lý chân thật, nhổ trừ gai tà kiến, phá núi nghi hoặc đối với chân lý, tất cả chướng ngại thể đều trừ diệt hết. Những việc làm như vậy đều đầy khắp pháp giới. Từ hai mắt của tỳ kheo Hải Tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước vầng mặt trời, chiếu khắp tất cả các đại địa ngục và các cõi ác, đều khiến cho lìa khổ lại chiếu đến tất cả thế giới, khiến cho diệt trừ đen tối lại chiếu đến tất cả mười phương chúng sinh, đều khiến cho xả lìa màng chướng ngu si các ở cõi nước dơ đục, thì phóng quang minh thanh tịnh, cõi nước bạc trắng, thì phóng quang minh màu vàng ròng, cõi nước vàng ròng thì phóng quang minh màu bạc trắng, cõi nước lưu ly thì phóng quang minh màu pha lê, cõi nước pha lê thì phóng quang minh màu lưu ly, cõi nước sa cừ thì phóng quang minh màu mã não, cõi nước mã não thì phóng quang minh màu sa cừ, cõi nước đế thanh thì phóng quang minh màu nhật tạng mani vương, cõi nước nhật tạng mani vương thì phóng quang minh màu đế thanh, cõi nước xích trần châu thì phóng quang minh màu nguyệt quang võng tạng mani vương, cõi nước nguyệt quang võng tạng mani vương thì phóng quang minh màu xích trần châu, cõi nước một báu làm thành thì phóng quang minh đủ thứ sắc báu, cõi nước đủ thứ báu làm thành thì phóng quang minh một sắc báu. Chiếu khắp tâm rừng rậm của các chúng sinh, biện lý vô lượng sự nghiệp của các chúng sinh, nghiêm sức cảnh giới của tất cả thế gian, khiến cho tâm các chúng sinh được mát mẻ, sinh đại hoan hỷ. Những việc làm như vậy đầy khắp pháp giới. Từ hai mắt của tỳ kheo Hải Tràng lại hiện ra vô số trăm ngàn ước vầng mặt trời, chiếu sáng khắp tất cả các đại địa ngục và tất cả các cõi ác, đều khiến cho chúng sinh trong cõi ác đều khổ được vui, lại chiếu đến tất cả thế giới, khiến cho diệt trừ đen tối, lại chiếu đến tất cả mười phương chúng sinh, đều khiến cho họ xả lìa màng chướng ngu si, lại ở cõi nước dơ đục, tức cũng là thế giới Đa Bà mà chúng ta đang sống, thì phóng đại quang minh thanh tịnh ở cõi nước bạc trắng, thì phóng quang minh màu vàng ròng, cõi nước vàng ròng thì phóng quang minh màu bạc trắng, cõi nước lưu ly thì phóng quang minh màu pha lê, cõi nước pha lê thì phóng quang minh màu lưu ly, cõi nước sa cừ thì phóng quang minh màu mã não, cõi nước mã não thì phóng quang minh màu sa cừ, cõi nước đế thanh thì phóng quang minh màu nhật tạng mani vương, cõi nước nhật tạng mani vương thì phóng quang minh màu đế thanh, cõi nước xích trân châu thì phóng quang minh màu nguyệt quang võng tạng mani vương, cõi nước nguyệt quang võng tạng mani vương thì phóng quang minh màu xích trân châu, cõi nước một báu làm thành thì phóng quang minh đủ thứ sắc báu, cõi nước đủ thứ báu làm thành thì phóng quang minh một sắc báu. Dùng đủ thứ quang minh chiếu soi khắp tâm rừng rậm của tất cả các chúng sinh, biện lý vô lượng sự nghiệp của tất cả các chúng sinh, nghiệm sức cảnh giới của tất cả thế gian, khiến cho tâm của tất cả các chúng sinh đều được mát mẻ, sinh đại hoan hỷ. Đủ thứ những cảnh giới việc làm như vậy đều đầy khắp mười phương pháp giới. Từ trong tướng bạch hào giữa lông mày của tỳ kheo Hải Tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước đế thích đều tự tại nơi cảnh giới. Trên đảnh có mạn đi bảo châu, ánh sáng chiếu tất cả cung điện chư thiên, chấn động tất cả núi chúa tu di, giác ngộ tất cả đại chúng chư thiên, khen lực phước đức, nói lực trí huệ, sinh lực an vui, giữ lực trí nguyện, tịnh lực niệm, kiên cố lực pháp bồ đề tâm, khen ngợi ưa thích thấy Phật, khiến cho trừ tham dục thế gian, khen sự ưa thích nghe pháp, khiến cho nhàm chán cảnh thế gian, khen ưa thích quán trí, khiến cho dứt hẳn nhiễm thế gian, ngừng tu chiến tranh của tù là, dứt phiền não đấu tranh, diệt tâm sợ chết, phát nguyện trừ ma, hưng lập chánh pháp núi chúa tu di, thành tựu tất cả sự nghiệp của chúng sinh, những việc như vậy khắp cùng pháp giới. Từ trong tướng bạch hào giữa lông mày của tỳ kheo Hải Tràng lại hiện ra vô số trăm ngàn ước trời đế thích, tức là thích đề hoạt nhân, là thiên chủ cõi trời 33. Trong chú Lăng Nghiêm có nói đến là Nhân Đà La Gia, tức là Nhân Đà La Vương, đều đắc được tự tại nơi tất cả cảnh giới. Giữa lông mày hiện ra trời đế thích, vì đế thích ở giữa địa cư thiên là tối tồn thắng, đây là biểu thị dùng trung đạo bát nhã hóa đạo chúng sinh, khiến cho họ lìa năm dục mà đắc được pháp trắng thanh tịnh.
Trên đảnh của mỗi vị trời đế thích đều có hạt mani bảo châu, ánh sáng chiếu sáng khắp tất cả cung điện chư thiên, chấn động tất cả núi chúa tu di, giác ngộ tất cả đại chúng chư thiên. Họ đều chẳng nhập định mà cùng nhau tìm hỏi, đó là sự việc gì thế? Sao núi tu di lại dao động? Quang minh của bảo châu mani lại khen ngợi lực phước đức, diễn nói lực trí huệ khiến cho chúng sinh đều sinh hoan hỷ mà phát nguyện tu hành. Thanh tịnh lực niệm trừ đi tất cả vọng tưởng, họ kiên cố lực phát bồ đề tâm của mỗi chúng sinh, khen ngợi chúng sinh ưa thích thấy Phật, khiến cho họ trừ khử tham dục, dâm dục và vật dục thế gian. Khen ngợi chúng sinh ưa thích nghe Pháp, khiến cho họ nhàm chán cảnh thế gian. Khen ngợi chúng sinh ưa thích diệu quán sát trí, khiến cho họ dứt hẳn pháp ô nhiễm thế gian. Ngừng tư tưởng đấu tranh giống như Atula, dứt trừ tất cả phiền não tranh luận, diệt trừ tâm sợ chết của chúng sinh mà phát nguyện hàng phục tất cả các ma, hưng lập đại tràng chánh pháp cao vời nguy nga như núi chúa tu di. Họ thành tựu tất cả sự nghiệp của chúng sinh, đủ thứ những cảnh giới sự việc như vậy đều khắp cùng pháp giới. Từ trên trán của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước phạm thiên, sắc tướng đoan chánh thế gian không thể sánh bằng, oai nghi tịch tĩnh, lời nói hay đẹp, huyến thỉnh Phật thuyết pháp, khen ngợi công đức của Phật khiến cho các Bồ Tát thầy đều hoan hỷ, hay biện lý vô lượng sự nghiệp của chúng sinh khắp cùng tất cả mười phương thế giới. Từ trên trán của tỳ kheo hải tràng lại hiện ra vô số trăm ngàn ước đại phạm thiên vương, trên trán hiện phạm vương, vì phạm vương đã vượt qua dục giới, hơn nữa trán kế trên lông mày biểu thị sự thỉnh pháp. Sắc tướng của mỗi vị phạm thiên vương đều rất đoan chánh trang nghiêm, trên thế gian không ai có thể sánh bằng. Oai nghi của họ rất tịch tĩnh, lời nói rất hay đẹp, họ khuyến thỉnh Phật vì chúng sinh thuyết pháp, khen ngợi công đức của Phật khiến cho các Bồ Tát thầy đều hoan hỷ. Họ hay biện lý vô lượng sự nghiệp của chúng sinh khắp cùng trong tất cả mười phương thế giới. Từ trên đầu của tỳ kheo hải tràng hiện ra các chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, đều dùng tướng tốt trang nghiêm thân mình phóng ra vô biên quang minh, nói đủ thứ hạnh, đó là khen ngợi bố thí khiến bỏ sang tham, đắc được các báu đẹp trang nghiêm thế giới, tán thán khen ngợi công đức trì giới khiến các chúng sinh vĩnh viễn dứt các điều ác, trụ nơi giới đại từ bi của Bồ Tát, nói tất cả cõi đều như mộng, nói các dục là không có tử vị, khiến các chúng sinh lìa phiền não ràng buộc, nói sức nhẫn nhục, khiến nơi các pháp tâm được tự tại, khen thân sắc vàng, khiến các chúng sinh lìa sân hận cấu bẩn, khởi hạnh đối trị, dứt hẳn đường xúc sinh, khen hạnh tinh tấn, khiến họ san lìa phóng dật thế gian đều siêng tu vô lượng diệu pháp, lại vì họ khen ngợi thiền ba la mật, khiến cho họ tất cả tâm được tự tại, lại vì họ diễn nói bát nhã ba la mật khai thị trái kiến, khiến cho các chúng sinh ưa thích tự tại trí nhổ các kiến độc, lại vì họ diễn nói đủ thứ việc làm tùy thuận thế gian, khiến các chúng sinh tuy lìa sinh tử mà nơi các cõi tự tại thọ sinh, lại vì họ thị hiện thần thông biến hóa nói thọ mạng tự tại, khiến các chúng sinh phát đại thệ nguyện, lại vì họ diễn nói thành tựu sức đồng trì sinh ra sức đại nguyện, sức tịnh trị tam muội, sức tự tại thọ sinh, lại vì họ diễn nói đủ thứ các trí huệ, đó là trí biết khắp các căn của chúng sinh, trí biết khắp tất cả tâm hạnh, trí biết khắp mười lực của Như Lai, trí biết khắp tự tại của chư Phật, những việc như vậy khắp cùng pháp giới. Từ trên đầu của tỳ kheo hải tràng lại hiện ra các chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, mỗi vị Bồ Tát đều dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, phóng ra vô biên quang minh sẽ nói đủ thứ hạnh. Đầu hiện ra Bồ Tát là vì Bồ Tát là tối thượng thủ. Sau đây dễ nói về hạnh 10 độ của Bồ Tát, đó là 1. Khen ngợi hạnh bố thí khiến cho tất cả chúng sinh lìa bỏ sa tham, đắc được các diệu báu để trang nghiêm thế giới. 2. Tán thán khen ngợi công đức trì giới khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn dứt các điều ác. Do đó đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành, trụ nơi giới đại từ bi của Bồ Tát, nói tất cả tam giới 25 cõi đều như mộng huyễn bọt bóng, nói các dục lạc đều không có tử vị, khiến cho hết thảy chúng sinh để khỏi phiền não ràng buộc mà được tự tại. 3. Lại vì tất cả chúng sinh diễn nói pháp môn nhẫn nhục, khiến cho các chúng sinh này các pháp tâm được tự tại, lại khen ngợi thân sắc vàng của Phật, khiến cho các chúng sinh lìa sân hận cấu bẩn,
lại phát khởi hạnh đối trị. Ví như chúng sinh nhiều sân, thì dạy họ tu quán từ bi, sẽ dứt hẳn đọa lạc vào con đường súc sinh. 4. Thiện hạnh tinh tấn khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa sự phóng dật của thế gian, đều sinh tu vô lượng diệu pháp. 5. Lại vì họ khen ngợi thiền định ba la mật, khiến cho hết thảy chúng sinh tâm đều được tự tại. 6. Lại vì họ diễn nói bát nhã ba la mật, khai thị chánh tri chánh kiến, khiến cho các chúng sinh hoan hỷ tự tại trí huệ, nhổ trừ ác độc, tất cả tà tri tà kiến. 7. Lại vì họ diễn nói cảnh giới đủ thứ việc làm tùy thuận thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh tuy lìa sinh tử mà ở trong các cõi tự tại thọ sinh. 8. Lại vì họ thị hiện thần thông biến hóa, diễn nói thọ mạng tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh phát đại thệ nguyện, vô thượng chánh đẳng chánh giác. 9. Lại vì họ diễn nói thành tựu sức tổng trì Đà La Ni, hãy sinh ra sức đại nguyện, sức tịnh trị tam muội, sức tự tại thọ sinh. 10. Lại vì họ diễn nói đủ thứ các trí huệ, đó là trí huệ biết khắp các căn của tất cả chúng sinh, trí huệ biết khắp tất cả tâm hạnh của tất cả chúng sinh, trí huệ biết khắp mười lực của Như Lai, trí biết khắp tự tại của chư Phật, những việc như vậy đều khắp cùng pháp giới. Từ trên đỉnh của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước thân Như Lai, thân đó không gì sánh bằng, các tướng vẻ đẹp thanh tịnh trang nghiêm, hoài quang rực rỡ như núi vàng thật, vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương, vang diệu âm thanh đầy khắp pháp giới, thị hiện vô lượng sức đại thần thông vì tất cả thế gian khắp mười pháp vũ. Từ trên đỉnh của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước pháp thân Như Lai, trên đỉnh hiện ra Phật, biểu thị Phật vô thượng nhất. Mỗi pháp thân của Như Lai đều không gì sánh bằng, đều đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thanh tịnh trang nghiêm, hoài quang rực rỡ như núi vàng thật, phóng ra vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới, lại vang âm thanh vi diệu đầy khắp pháp giới, lại thị hiện vô lượng sức đại thần thông vì tất cả thế gian khắp mưa pháp vũ, thấm nhuận hết thảy chúng sinh. Đó là vì các Bồ Tát ngồi Bồ Đề đạo tràng khắp mưa pháp vũ biết bình đẳng, vì các Bồ Tát bậc quán đảnh mưa pháp vũ nhập phổ môn, vì các Bồ Tát bậc pháp vương tử mưa pháp vũ khắp trang nghiêm, vì các Bồ Tát bậc đồng tử mưa pháp vũ núi kiên cố, vì các Bồ Tát bậc bất thối mưa pháp vũ hải tạng, vì các Bồ Tát bậc thành tựu chánh tâm mưa pháp vũ khắp cảnh giới, vì các Bồ Tát bậc phương tiện đầy đủ mưa pháp vũ tự tánh môn, vì các Bồ Tát bậc sinh quý mười pháp vũ tùy thuận thế gian, vì các Bồ Tát bậc tu hành mười pháp vũ khắp thường xót, vì các Bồ Tát mới học mười pháp vũ tích tập tạo, vì các Bồ Tát mới phát tâm mười pháp vũ nhiếp chúng sinh, vì các Bồ Tát tin hiểu mười pháp vũ cảnh giới vô tận khắp hiện tiền. Đó là vì các Bồ Tát ngồi Bồ Đề đạo tràng khắp mười pháp vũ biết tất cả chúng sinh bình đẳng, pháp vũ khắp biết bình đẳng có ba ý nghĩa. 1. Thủy giác là đồng bổn, chẳng có sự phân biệt thủy bổn. 2. Đồng chư Phật. 3. Chúng sinh và Phật là một tánh. Lại vì các Bồ Tát bậc quán đảnh, tức trụ thứ 10 trong thập trụ, mười pháp vũ nhập phổ môn. Phổ môn tức ba đầy, đồng 10 thứ trí huệ. Khuyên Bồ Tát đó trụ nơi bậc quán đảnh, bèn thắng tấn tu. Lại vì các Bồ Tát bậc pháp vương tử, trụ thứ 9, mười pháp vũ khắp trang nghiêm. Trụ này bậc pháp vương tử là Bồ Tát sắp thành Phật, khiến cho các ngài học tập khéo léo nơi an lập của bậc pháp vương mà tự trang nghiêm. Lại vì các Bồ Tát bậc đồng tử, trụ thứ 8, mười pháp vũ núi kiên cố, khiến cho các ngài học tập biết cõi động đều không thể hoại như núi cao nhất. Lại vì các Bồ Tát bậc bất thối, trụ thứ 7, mười pháp vũ hải tạng, khiến cho các ngài học tập một tức là nhiều, nhiều tức là một, mười thứ diệu pháp rộng lớn thâm sâu. Lại vì các Bồ Tát bậc thành tựu chánh tâm, trụ thứ 6, mười pháp vũ khắp cảnh giới, khiến cho các ngài học tập tất cả pháp đều không tướng không thể, tức tất cả đều bình đẳng. Lại vì các Bồ Tát bậc phương tiện đầy đủ, trụ thứ 5, mười pháp vũ tự tánh môn, khiến cho các ngài biết chúng sinh vô biên, cho đến biết chúng sinh không tự tánh, đều là tự tánh môn mà dùng vô biên đồng vào tự tánh. Lại vì các Bồ Tát bậc sinh quý, trụ thứ 4, mười pháp vũ tùy thuận thế gian, khiến cho các ngài biết rõ Phật pháp viên mãn ba đời đều là tùy thuận thế gian. Lại vì các Bồ Tát bậc tu hành, trụ thứ 3, mười pháp vũ khắp thường xót, khiến cho các ngài quan sát khắp cõi chúng sinh mà sinh tâm thương xót,
lại vì các Bồ Tát mới học trụ thứ hai trị địa. Mười pháp vũ tích tập tạng khiến cho các ngài tụng tập đa văn, hương nhàn, tịch tĩnh, gần gũi thiện tri thức đều tích tập hàm tàng mà nơi pháp tu hành để trị tâm địa. Lại vì các Bồ Tát mới phát tâm trụ thứ nhất, mười pháp vũ nhiếp thọ chúng sinh khiến cho các ngài siêng cúng dường Phật chủ đạo thế gian mà nhiếp thọ chúng sinh. Lại vì các Bồ Tát tin hiểu tức bậc thập tín mười pháp vũ, cảnh giới vô tận khắp hiện tiền khiến cho các ngài khắp duyên cảnh giới vô tận của Như Lai và Phổ Hiền mà sinh tín tâm phân minh hiện tiền mà tiến tu vào các bậc. Vì các chúng sinh cõi sắc mười pháp vũ phổ môn, vì các phạm thiên mười pháp vũ phổ tạng, vì các trời tự tại mười pháp vũ sinh lực, vì các chúng ma mười pháp vũ tâm trạng, vì các trời hóa lạc mười pháp vũ tịnh niệm, vì các trời đâu xuất mười pháp vũ sinh ý, vì các trời dạ ma mười pháp vũ hoan hỷ, vì các trời đạo lợi mười pháp vũ màu trang nghiêm cõi hư không, vì các dạ xoa vương mười pháp vũ hoan hỷ, vì các càn thát bà vương mười pháp vũ kìm càng luân, vì các a tu la vương mười pháp vũ đại cảnh giới, vì các ca lâu la vương mười pháp vũ vô biên quang minh, vì các khẩn na la vương mười pháp vũ tất cả thế gian thủ thắng trí, vì các ông vua mười pháp vũ không thích chấp trước, vì các long vương mười pháp vũ hoan hỷ tràng, vì ma hầu la già vương mười pháp vũ đại hữu tức, vì các chúng sinh địa ngục mười pháp vũ chánh niệm trang nghiêm, vì các súc sinh mười pháp vũ trí huệ tạng, vì cõi diềm la vương mười pháp vũ vô úy, vì các chúng sinh nơi hiểm nạn mười pháp vũ khắp an ủi, đều khiến cho họ được vào chúng hội hiển thánh. Những việc như vậy đầy khắp pháp giới. Một tỳ kheo hài tràng, lại vì các chúng sinh cõi sắc mười pháp vũ phổ môn khiến cho họ xả bỏ ngoại duyên mà hồi quang phản chiếu đắc được tâm cảnh vô ngại. Hai, lại vì các phạm thiên tức trời sơ thiền mười pháp vũ phổ tạng, vì họ vốn tích tập nhiều từ bi nhưng luyến ái quyến thuộc của mình hiện khiến cho họ từ bi tất cả hàm chứa phước vô cùng. Ba, lại vì các trời tự tại tức tha hóa tự tại mười pháp vũ sinh lực khiến cho họ chuyển thế vô ngại sinh mười lực tự tại. Bốn, lại vì các chúng ma tức từ trong trời tha hóa phân ra chúng ma mười pháp vũ tâm tràng vì ma hoan hỷ tự cao hiện khiến cho họ đắc được tâm từ pháp tràng diệt trừ tâm tà mạn của họ. Năm, lại vì các trời hóa lạc mười pháp vũ tịnh niệm, vì tuy họ tùy niệm hóa lạc nhưng ô nhiễm tự tâm cho nên khiến cho họ chuyển nhiễm niệm thành tịnh niệm. 6. Lại vì các trời đâu xuất mười pháp vũ sinh ý, họ tuy nơi thế lạc đắc được đầy đủ nhưng nên sinh ý xuất thế. 7. Lại vì các trời dạ ma mười pháp vũ hoạn hỷ, vì thế lạc thời phần tuy khen vui nhưng chẳng bằng niềm vui của pháp. 8. Lại vì các trời đau lợi mười pháp vũ màu trạng nghiệm cõi hư không, vì địa cư thiên tuy cho rằng địa cư thiên là thù thắng vẫn chẳng bằng phước đức trí huệ không tịch trang nghiêm pháp tánh. 9. Lại vì các dạ xoa vương mười pháp vũ hoan hỷ, vì dạ xoa tánh tình rất tàn bạo nay dụng phương pháp đối khiến cho chúng sinh tâm hoan hỷ. 10. Lại vì các càn thất bà vương mười pháp vũ kim càng luân, vì chúng khéo tấu âm nhạc thượng đức thanh văn, cũng vì thôi hoại hiện khiến cho chúng được trí kim cang, tức không gì mà không thôi phá được, không gì mà không viên mãn. 11. Lại vì các a tu la vương mười pháp vũ đại cảnh giới, vì a tu la cậy mình thân lớn mà sinh tâm kiêu mạn, hiện khiến cho chúng thấy được pháp thân mà khen ngợi cảnh giới của pháp giới. 12. Lại vì các ca lâu la vương mười pháp vũ vô biên quang minh, vì khi chúng dùng mắt tịnh quán sát biển thì ý muốn bắt rồng làm thức ăn, hiện khiến cho họ dùng mắt tử trí quang khắp chiếu cơ cảm. 13. Lại vì các khẩn na la vương mười pháp vũ tất cả thế gian thủ thắng trí, tùy thuận chúng khéo ca sướng mà khiến cho chúng đắc được thế trí thủ thắng tức không bộ hữu. 14. Lại vì các ông vua mười pháp vũ không thích chấp trước, vì nhân vương chấp trước dục lạc thế gian hiện dùng pháp đối trị mà khiến cho họ không thích chấp trước. 15. Lại vì các long vương mười pháp vũ hoan hỷ tràng, vì long vương sân độc nên vì chúng nói hoan hỷ. Lại vì chúng có sự sợ khổ cát nóng mà nói pháp tràng khiến cho chúng diệt trừ khổ của chúng. 16. Lại vì ma hầu la già vương
Mưa phá vũ đại hiếu tức, vì mãng xà nhiều độc hại lại bị chúng ăn thịt mà không ngừng nghỉ, nên vì chúng nói pháp bên trong rừng tâm độc thì khổ bên ngoài sẽ dừng lại. 17. Lại vì các chúng sinh địa ngục, mười pháp vũ chánh niệm trang nghiêm, vì chúng sinh địa ngục thân thọ vô biên khổ, tâm niệm vô biên ác, nếu dùng chánh niệm tam bảo để trang nghiêm thì sớm sẽ thoát khỏi các khổ. 18. Lại vì các súc sinh, mười pháp vũ trí huệ tạm, vì súc sinh nhiều ngu si. 19. Lại vì cõi Diêm La Vương, mười pháp vũ vô úy, vì quỷ tốt diệm ma đều hữu tương sợ hãi. Mới sinh thân vương cũng có sợ sát nóng cột đồng chảy. 20. Lại vì các chúng sinh đã hiểm nạn, mưa pháp vũ khắp an ủi. Các nạn tức là 8 nạn, cùng với ngục tù, địa ngục, nhân gian, các sự khổ thế gian đều nhiều sự bất an, cho nên các mưa pháp vũ an ủi, khiến cho họ được vào chúng hội hiển thánh và nhập vào dòng pháp tánh của thánh nhân để thoát khỏi các xứ nạn đó. Đủ thứ cảnh giới, những việc như vậy đều đầy khắp pháp giới. Lại nữa, tất cả lỗ chân lông trên thân của tỳ kheo hài tràng đều hiện ra lưới quang minh, nhiều như số hạt bụi A Tăng Kỳ cõi Phật. Mỗi mỗi lưới quang minh đủ A Tăng Kỳ sắc tướng, A Tăng Kỳ trang nghiêm, A Tăng Kỳ cảnh giới, A Tăng Kỳ sự nghiệp, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Lại nữa, tất cả lỗ chân lông trên thân của tỳ kheo hài tràng đều hiện ra lưới quang minh, nhiều như số hạt bụi A Tăng Kỳ cõi Phật. Mỗi mỗi lưới quang minh đều đầy đủ A Tăng Kỳ sắc tướng, A Tăng Kỳ trang nghiêm, A Tăng Kỳ cảnh giới, A Tăng Kỳ sự nghiệp, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng quán sát tỳ kheo hài tràng, sinh tâm rất khát ngưỡng, nghĩ nhớ tam muội giải thoát đó, suy ngẫm Bồ Tát tam muội không nghĩ bàn đó, suy ngẫm biển phương tiện lợi ích chúng sinh không nghĩ bàn đó, suy ngẫm mồn vô tác dụng phổ trang nghiêm không nghĩ bàn đó, suy ngẫm trí thanh tịnh trang nghiêm pháp giới đó, suy ngẫm trí thọ Phật gia trì đó, suy ngẫm sinh ra Bồ Tát tự tại lực đó, suy ngẫm Bồ Tát đại nguyện lực kiên cố đó, suy ngẫm Bồ Tát các hạnh lực thêm rộng đó. Lúc đó thiện tài đồng tử một lòng quan sát cảnh giới tam muội của tỳ kheo hài tràng, rất khát ngưỡng đạo đức thần thông của tỳ kheo hài tràng, do đó bèn suy ngẫm nghĩ nhớ tam muội giải thoát của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm Bồ Tát tam muội không nghĩ bàn của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm biển phương tiện lợi ích chúng sinh không nghĩ bàn của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm môn vô tác dụng phổ trang nghiêm không nghĩ bàn của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm trí thanh tịnh trang nghiêm pháp giới của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm trí thọ Phật gia trì của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm sinh ra Bồ Tát tự tại lực của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm Bồ Tát đại nguyện lực kiên cố của tỳ kheo hài tràng, lại suy ngẫm Bồ Tát các hạnh lực thêm rộng của tỳ kheo hài tràng. Thiện tài đồng tử đứng suy ngẫm quán sát như vậy, trải qua một ngày một đêm, cho đến trải qua 7 ngày 7 đêm, nửa tháng một tháng, cho đến 6 tháng, lại trải qua 6 ngày nữa. Qua thời gian này rồi, tỳ kheo hài tràng mới từ tam muội dậy. Thiện tài đồng tử đứng suy ngẫm quán sát tỳ kheo hài tràng như vậy, trải qua một ngày một đêm, cho đến trải qua 7 ngày 7 đêm, nửa tháng một tháng, cho đến 6 tháng, lại trải qua 6 ngày nữa. Qua thời gian này rồi, tỳ kheo hài tràng mới từ tam muội dậy. 6 tháng 6 ngày là viên mãn lục độ trong trụ thứ 6. Thiện tài đồng tử nhờ dùng pháp vị tư thần cho nên đều quên mất thân tâm, chẳng cảm thấy thời gian lâu. Thiện tài đồng tử khen rằng đức thánh rất đặc biệt ít có, rất là thâm sâu như tam muội này, rất là rộng lớn như tam muội này, cảnh giới vô lượng như tam muội này, thần lực khó nghĩ bàn như tam muội này, quang minh không gì bằng như tam muội này, trang nghiêm vô số như tam muội này, khó chế ngự như tam muội này, cảnh giới bình đẳng như tam muội này, chiếu khắp mười phương như tam muội này, lợi ích vô hạn như tam muội này, thì có thể diệt trừ vô lượng khổ của tất cả chúng sinh. Thiện tài đồng tử khen ngợi rằng đức thánh này thật là đặc biệt ít có, rất là đặc thù thâm sâu vi diệu như tam muội này, rộng lớn vô biên như tam muội này, cảnh giới vô lượng vô số như tam muội này, thần lực khó nghĩ bàn như tam muội này, quang minh không gì bằng như tam muội này, trang nghiêm vô số vô biên như lai như tam muội này, hoại lực khó chế ngự vô địch như tam muội này, cảnh giới bình đẳng vô ngại như tam muội này, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới như tam muội này,
lợi ích chúng sinh vô hạn được như tam muội này vì có thể diệt trừ vô lượng khổ của tất cả chúng sinh. Đó là hay khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ nghèo, thoát khỏi địa ngục, khỏi súc sinh, đóng cửa các xứ nạn, mở đường trời người, khiến cho chúng sinh trời người vui thích, khiến cho chúng sinh vui thích cảnh giới thiền, khiến cho tăng trưởng vui hữu vi, vì hay vì chúng sinh hiện bày an vui thoát ba cõi, hay vì chúng sinh dẫn phát bồ đề tâm, hay khiến cho tăng trưởng phước trí hạnh, hay khiến cho tăng trưởng tâm đại bi, hay khiến cho sinh khởi sức đại nguyện, hay khiến cho thấu rõ đạo Bồ Tát, hay khiến cho trang nghiêm trí rốt ráo, hay khiến cho nhập vào cảnh giới đại thừa, hay khiến cho chiếu rõ hạnh phổ hiện, hay khiến cho chứng được Bồ Tát địa trí quang minh, hay khiến cho thành tựu các hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát, hay khiến cho an trụ trong cảnh giới trí huệ nhất thiết trí. Đức Thánh Tam Muội này tên là gì? Thiện Tài đồng tử lại nói, như tam muội này hay khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi khổ bần cùng, thoát khỏi khổ địa ngục, khỏi khổ súc sinh, đóng cửa các xứ ác nạn, mở đường trời người, khiến cho chúng sinh trời người vui thích, khiến cho chúng sinh vui thích cảnh giới thiền định, khiến cho họ tăng trưởng an vui hữu vi mà chẳng bỏ hữu vi, hay vì chúng sinh hiện bày an vui thoát khỏi ba cõi, hay vì chúng sinh an vui dẫn phát bồ đề tâm, hay khiến cho họ tăng trưởng hạnh phước đức trí huệ, hay khiến cho họ tăng trưởng tâm đại bi, hay khiến cho họ sinh khởi sức đại nguyện, hay khiến cho họ thấu rõ pháp phương tiện Bồ Tát Đạo, hay khiến cho chúng sinh trang nghiêm trí huệ rốt ráo, hay khiến cho chúng sinh nhập vào cảnh giới đại thừa, hay khiến cho chúng sinh chiếu rõ hạnh phổ hiền, hay khiến cho chúng sinh chứng được Bồ Tát địa trí huệ quang minh, hay khiến cho thành tựu các hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát tu hành, hay khiến cho chúng sinh an trụ trong cảnh giới trí huệ nhất thiết trí. Đức Thánh Tam Muội này tên gọi là gì? Tỳ kheo Hải Tràng nói, thiện nam tử, tam muội này tên là Phổ Nhãn Xà Đắc, lại tên là Bát Nhã Ba La Mật cảnh giới thanh tịnh quang minh, lại tên là Phổ Trang Nghiêm thanh tịnh môn. Thiện nam tử, ta nhờ tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà đắc được tam muội Phổ Trang Nghiêm thanh tịnh này có trăm vạn A Tăng kỷ tam muội. Tỳ kheo Hải Tràng nói, thiện nam tử, tam muội này tên là Phổ Nhãn Xà Đắc, lại tên là Bát Nhã Ba La Mật cảnh giới thanh tịnh quang minh, lại tên là Phổ Trang Nghiêm thanh tịnh môn. Thiện nam tử, ta nhờ tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà đắc được tam muội Phổ Trang Nghiêm thanh tịnh này có trăm vạn A Tăng kỷ tam muội. Trí huệ Bát Nhã chiếu rõ tất cả các pháp cho nên gọi là Phổ Nhãn, tất cả đều vô sở đắc nên gọi là Xà Đắc. Nếu có sở đắc thì không thể tức tịch mà dụng, dùng vô sở đắc tức chẳng có gì mà chẳng đắc. Bồ Tát không đắc thì tâm không quái ngại, chư Phật không đắc liền được Bồ Đề, cho nên Bát Nhã thanh tịnh tức cảnh giới thanh tịnh, cảnh thanh tịnh đều là cảnh Bát Nhã. Thiện Tài đồng tử nói, Đức Thánh, cảnh giới tam muội này rốt ráo chỉ có vậy sao? Thiện Tài đồng tử lại nói, bạch Đức Thánh, cảnh giới tam muội này rốt ráo chỉ có vậy thôi sao? Thiện Tài, Tỳ kheo Hải Tràng nói, thiện nam tử, khi nhập vào tam muội này thì biết rõ tất cả thế giới không có chướng ngại, đi đến tất cả thế giới không có chướng ngại, vượt qua tất cả thế giới không có chướng ngại, trang nghiêm tất cả thế giới không có chướng ngại, tu trị tất cả thế giới không có chướng ngại, nghiêm tịnh tất cả thế giới không có chướng ngại. Tỳ kheo Hải Tràng nói, thiện nam tử, khi nhập vào tam muội này thì biết rõ tất cả thế giới không chướng ngại, đi đến tất cả thế giới không chướng ngại, vượt qua tất cả thế giới không chướng ngại, trang nghiêm tất cả thế giới không chướng ngại, tu trị tất cả thế giới không chướng ngại, trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới không chướng ngại. Ở trên đây là biểu thị trong khí thế gian không có chướng ngại. Thấy được tất cả chư Phật không có chướng ngại, quan sát được oai đức rộng lớn của tất cả chư Phật không có chướng ngại, biết được thần lực tự tại của tất cả chư Phật không có chướng ngại, chứng được lực rộng lớn của tất cả chư Phật không có chướng ngại, vào được biển công đức của tất cả chư Phật không có chướng ngại, thọ trì vô lượng diệu pháp của chư Phật không có chướng ngại, và trong tất cả Phật pháp tu tập diệu hạnh không có chướng ngại, chứng được trí chuyển pháp luân bình đẳng của tất cả chư Phật không có chướng ngại, và biển chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật không có chướng ngại, quán sát mười phương Phật pháp không có chướng ngại. Tỳ kheo Hải Tràng lại nói, thấy được tất cả chư Phật không chướng ngại, quán sát được oai đức rộng lớn của tất cả chư Phật không chướng ngại, biết được thần lực tự tại của tất cả chư Phật không chướng ngại, chứng được lực rộng lớn của tất cả chư Phật không chướng ngại,
và được biển công đức của tất cả chư Phật không chướng ngại, thọ trì vô lượng diệu pháp của chư Phật không chướng ngại, và trong tất cả Phật pháp tu tập diệu hạnh không chướng ngại, chứng được trí huệ chuyển pháp luân, bình đẳng giáo hóa chúng sinh của tất cả chư Phật không chướng ngại, và biển chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật không chướng ngại, quan sát được Phật pháp mười phương không chướng ngại. Ở trên đây là biểu thị trí chánh giác thế gian không có chướng ngại. Đại bi nhiếp thọ chúng sinh mười phương không có chướng ngại, thường khởi đại bi đầy khắp mười phương không có chướng ngại, thấy chư Phật mười phương tâm không nhảm đủ không có chướng ngại, và biển tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết biển căn tánh của tất cả chúng sinh không có chướng ngại, biết các căn khác biệt của tất cả chúng sinh không có chướng ngại. Tỳ kheo Hải Tràng lại nói, tam muội này hay dùng tâm đại bi để nhiếp thọ chúng sinh mười phương không chướng ngại, thường khởi đại bi đầy khắp mười phương không chướng ngại, thấy được chư Phật mười phương tâm không nhàm đủ không chướng ngại, và biển tất cả chúng sinh không chướng ngại, biết biển căn tánh của tất cả chúng sinh không chướng ngại, biết các căn khác biệt của tất cả chúng sinh không chướng ngại. Ở trên đây là biểu thị chúng sinh thế gian không có chướng ngại. Thiện nam tử, ta chỉ biết một tam muội bát nhã ba la mật quang minh này, như các Bồ Tát vào biển trí huệ tịnh cảnh pháp giới, là tất cả cõi khắp vô lượng cõi, tổng chỉ tự tại tam muội thanh tịnh, thần thông rộng lớn, biện tài vô tận, khéo nói các địa làm chỗ nương tựa của chúng sinh, mà ta làm sao biết được những diệu hạnh đó, biện được công đức đó, thấu được những hạnh đó, rõ được cảnh giới đó, rốt ráo được nguyện lực đó, vào được yếu môn đó, đạt được sở chứng đó, nói được đạo phần đó, trụ được tam muội đó, thấy được tâm cảnh đó, đắc được hết thảy trí huệ bình đẳng đó. Tỳ kheo Hải Tràng nói, thiện nam tử, ta chỉ biết một tam muội bát nhã bà là mật quang minh này, như các Bồ Tát vào tam muội biển trí huệ thanh tịnh cảnh pháp giới, tam muội đạt đến tất cả các cõi, đến khắp vô lượng cõi Phật, tổng trì tự tại đắc được tam muội thanh tịnh, thần thông rộng lớn, tam muội biện tài vô tận, tam muội khéo diễn nói các địa giáo hóa chúng sinh, vì chúng sinh làm chỗ nương tựa. Mà ta làm sao biết được đủ thứ những diệu hạnh đó, làm sao biện được những công đức đó, làm sao thấu được những hạnh đó, làm sao rõ được những cảnh giới đó, làm sao rốt ráo được nguyện lực đó, làm sao vào được yếu môn đó, làm sao đạt được những sở chứng đó, làm sao nói được đạo phần đó, làm sao trụ được những tam muội đó, làm sao thấy được tâm cảnh đó, làm sao đắc được hết thảy những trí huệ bình đẳng đó. Thiện nam tử, từ đây đi về hướng nam có một trụ xứ tên là Hải Triều, ở đó có một vườn rừng tên là Phổ Trang Nghiêm. Trong vườn rừng đó có yêu bà Di tên là Hưu Xà, người nên đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, từ đây đi về hướng nam sẽ có một trụ xứ tên là Hải Triều, ở đó có một khu vườn rừng tên là Phổ Trang Nghiêm. Trong khu vườn rừng đó có yêu bà Di, nữ cư sĩ tên là Hưu Xà, người nên đi đến đó hỏi, đến đó để thừa hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo.